Trong thời gian qua, khá nhiều người dân ở các chung cư tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt phản ánh họ đang là nạn nhân của tình trạng lạm thu phí quản lý, phí dịch vụ, giá giữ xe, điện nước. Tại nhiều chung cư cao cấp, người dân bị thu phí dịch vụ quá cao đã phát sinh thưa kiện, thậm chí tranh chấp gay gắt. Theo các khách hàng, khi sống trong cao ốc này, họ không khác gì những khách trọ trong chính ngôi nhà của mình bởi giá các dịch vụ cực cao. Trên thực tế, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra nhiều sự cố xung đột quyền lợi, tranh chấp khi vận hành, quản lý nhà chung cư. Hầu như địa phương nào cũng xảy ra tình trạng tranh chấp. Một tháng là 565.000 một tháng là quản lý hết, là tiền quản lý. Còn tiền mà phí gửi xe thì xe hơi thì mình phải mua chỗ. Là một chỗ là 276.000 một chỗ. Cái chỗ mà nó quá nhỏ, chiếc xe hơi cũng đâu có bao nhiêu chiếm chỗ đâu. Mà tại sao mà 276.000 tôi thấy là nó quá cao đó. Qua cái thực trạng nghiên cứu thì chúng tôi được biết, đa phần khoảng 70% các chung cư trong phạm vi cả nước chưa có một cái dịch vụ đi ngay từ đầu để được thỏa thuận giữa chủ đầu tư và cư dân hoặc giữa các đơn vị quản lý và cư dân. Mà các dịch vụ này nó chỉ được diễn ra sau khi cư dân về ăn ở và sinh sống. Như vậy nó sẽ nảy sinh cái bất cập giữa đơn vị quản lý hoặc chủ đầu tư và cư dân sinh sống trong căn hộ. Các khiếu nại chỉ tạm lắng khi được xoa dịu bằng giải pháp là thỏa thuận thương lượng. Tuy nhiên, sóng gió trong nhà chung cư vẫn trực nổi lên khi chủ đầu tư không có hướng giải quyết dứt điểm các xung đột này hoặc chính quyền địa phương thiếu quan tâm sâu sát. Mặc dù mới tham gia đầu tư vào lĩnh vực bất động sản từ 3 năm nay, song với phương châm luôn quan tâm tới quyền lợi của khách hàng, Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam PV Powerland đã nhanh chóng đưa ra giải pháp công khai giá bán các căn hộ ngay từ đầu và cam kết không thay đổi giá, công khai bảng giá dịch vụ trong hợp đồng mua bán, thực hiện quản lý sau đầu tư chuyên nghiệp để tránh xảy ra tranh chấp. Như vậy là chủ đầu tư PV Powerland sẽ ký 2 hợp đồng với các khách hàng. Một, đó là hợp đồng mua bán căn hộ. Hai là hợp đồng quản lý. Trong hợp đồng quản lý thì chúng tôi cũng chỉ rõ như khu vực Linh Tây, Thủ Đức có 16 tiện ích được miễn phí và 6 dịch vụ có giá trị gia tăng. Và các giá trị gia tăng này thì chúng tôi quy định rõ các cái mức phí trong hợp đồng quản lý. Dự án Petro Việt Nam Greenhouse, tổ hợp chung cư kết hợp với trung tâm thương mại, mới được PV Powerland khởi công vào tháng 7 năm 2010 trên địa bàn quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án gồm 390 căn hộ, diện tích từ 58,2m2 đến 82,6m2 và khu thương mại với diện tích 7.166m2. Đặc biệt, tầng hầm để xe có khả năng chứa được khoảng 100 mô tô và 800 xe máy. Dự kiến thời gian hoàn thành vào quý 3 năm 2012.